cho ai sao? Anh tính vậy. Thật là hay. Thu, em nhìn coi ai tới kìa. Má, có chuyện gì mà má đến đây vậy má? Má, mà có chuyện gì mà con còn đến đây trước má nữa vậy? Con đến là gì? Má cũng đến đây là gì? Chào chị. Tôi mời chị vào nhà. Ủa, có cháu Thu nữa hả? Dạ,